nhiều lắm, nóng lắm, nghiệp nó nóng không sao cả. Sợ máy lạnh là sợ chứ nó nóng rồi. Nó nóng rồi đó. Hát mà. Someday, she'll wet. Hello, 95, 96. I think she's fine. She's fine, yeah. But because, isn't it? And then, strict, you know. Yeah, that's just about it. The worst. Mặt bao nhiêu? Chỉ vì sao nằm rồi. Chính vì sao tốt mà. Má nói em thì cái gì ok đó, mà chỉ có cái má thở. Thôi má ăn đi từ từ đó, tại vì nhiều cái cái thở sợ má sặc không cho ăn. Và em cứ nghe lời cái không, không phải. Em không phải không cho ăn, em cho ăn đó chứ. Thì... tại vì mà má sặc quá rồi, thử cho em sợ. Thì bữa đó sặc nhưng mà bữa sau nó hết sặc rồi tiếp tục. Chứ không phải nó sặc nhà nào cũng sặc. Thì biết vậy rồi. Nghe không? Phải phải có cho ăn nó mới có sức trong cổng. Ừ, nó có sức cái này là yếu quá rồi, đuối sức rồi. Nói chung á là cái ống thở với ống đồ ăn đó là hai ống, mà miễn sao mà nếu mà đồ ăn mà nó vô cái ống mà thở á là một là sạc với sao cái sạc cái đồ ăn nó vô trong cái phổi á là nó ngầm trong đó là không xong rồi đó, là bị nhiễm trùng á, và là lúc đó chừng nặng nữa. Là nguyên cái phổi mình là nó có nước cái chổng rồi đó, rồi nó là vấn đề. Nếu như vậy đúng ra mình đừng có không, nếu vậy mình đừng có cho thở ăn nó đừng có cho thở. No no đúng không? Thì theo cái cách mà của tám binh á là chậm chậm từ từ á thì nó tốt. Nếu mà cho ào 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 vô mà nó vô cái lỗ mình ống bên kia đó là chuyện là vô thì dễ mà ra là khó lắm. Em cứ cho vô nhiều cho nó má ngọt thì má sặc ra thôi. Không, má nói gì ba lần con nghe không xong rồi. Giống như tám mà lượng từ từ ra được. Từ á, nếu mà cơ thể mình nó thích hợp. Đúng ra mình phải giúp cái ống thở ra mới cho ăn vô. Bây giờ vẫn không biết làm sao mà nó vô một ống đúng, cái đó là khó. Mà miễn sao mà mình đừng có ép nhiều quá đó. Từ từ á thì Dũng nghĩ là cái phần trăm mà nó vô cái ống đúng á thì nó cao hơn. Nhiều hơn. Tại vì nó từ từ nó đi vô. Mình ăn vô một lượt cái vô. Thì cái lỗ hai lỗ mình nuốt vô nó qua đúng lỗ không hay.